Hello, xin chào như các bạn. Nay quay Nokia E51. Và mảng tim màu đen. Đó. Này gói chống ẩm của em bỏ vô. Đó, bên trong pin 6MT. Pin zin. Sợi cáp kết nối cài nhạc cái bao đựng máy nó hay gì nè tai nghe cục sạc cuối cùng là cái máy cứ đẹp gì máy mới nha sườn dùm lô tim đó, mở gà nắp lưng đó, bên trong pin đâu biết còn pin không mỗi nguồn đó, máy là mở mạng sẵn trên rồi chứ gì, anh chị bỏ sim xài thôi không lo gì hết á full hộp máy tin đó. Chưa chạy gì để nguyên logo vậy đó anh là muốn xài xài cho đẹp hiện tại là tiếng gì á đây tiếng Ý Italy đó thì chỉ với tiếng Anh đó full hộp nó có đầy đủ gì nha chị anh nào mua thì những máy nó y chang vậy thôi bữa em có up game mà inox lâu rồi chắc tháng mấy hai tháng gì quên rồi bán còn đen mới vô đen đó năng suất 2007 ha. Rồi, ok. Máy này nắp lưng gắn vậy nè chị, dưới đây đẩy lên nha. Đó. Kiện xà beng. Mới xà tinh. Đó. Đẹp không? Rồi, ok. Anh nào thích alo cho em nha.